Sáng ngày 10 tháng 8, trang chủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội thông báo chia tay giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại. Theo đó, ông Trần Tiến Đại đã ngừng công việc của mình tại CA Hà Nội từ ngày 7 tháng 8 vừa qua. Cụ thể, thông báo của Công an Hà Nội viết, giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại là một trong những người đầu tiên được lựa chọn tham gia ban điều hành, quản trị đội bóng Công an Hà Nội ngay từ những ngày đầu câu lạc bộ trở lại sân chơi V-League 1. Quá trình làm việc tại câu lạc bộ, ông luôn dành nhiều tâm sức để hiện thực hóa những mục tiêu, định hướng mà ban giám đốc câu lạc bộ Công an Hà Nội đề ra. Sự góp mặt của ông đã góp phần vào thành tích chung của câu lạc bộ trong hai mùa giải vừa qua. Ngày 7 tháng 8 năm 2024, ông đã nói lời chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội để tiếp tục với những mục tiêu, định hướng mới của cá nhân ông. Câu lạc bộ Công an Hà Nội trân trọng cảm ơn những đóng góp của giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại. Chúc ông sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trong thời gian dẫn dắt Công an Hà Nội, ông Trần Tiến Đại đã tham gia nhiều vai trò ở đội bóng. Bên cạnh chức danh giám đốc kỹ thuật, ông còn giữ chức huấn luyện viên trưởng của đội bóng ngành công an. Ở mùa giải V-League 2023, ông Trần Tiến Đại được bổ nhiệm dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội thay ông Flavio Da Silva Cruz ở cuối mùa. Giai đoạn đó, Công an Hà Nội tăng tốc ấn tượng và kết thúc mùa giải ở vị trí dẫn đầu. Tới mùa giải V-League năm 2023 đến năm 2024, ông Trần Tiến Đại tiếp tục có thời điểm dẫn dắt Công an Hà Nội, gần nhất là trong hai trận đấu trước thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, thay thế huấn luyện viên Kiatisak. Sau đó, chức danh huấn luyện viên trưởng được trao cho huấn luyện viên Mano Poking. Trước thềm mùa giải năm 2023 đến năm 2024, câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định đã quyết định chiêu mộ tiền vệ Vũ Minh Tuấn từ câu lạc bộ Hà Nội. Thời điểm đó không nhiều người nghĩ đây sẽ là một thương vụ thành công với Bình Định. Tuy nhiên với tài nhìn người của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy, tiền vệ người Cẩm Phả, Quảng Ninh đã chơi khá ấn tượng tại đội chủ sân Quy Nhơn, mặc dù trong hầu hết các trận đấu, anh đều chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Theo thống kê của Transfermarkt, Vũ Minh Tuấn chỉ thi đấu 513 phút qua 20 trận, trung bình chỉ hơn 25 phút mỗi trận. Tuy nhiên cầu thủ này vẫn để lại không ít dấu ấn. Ở mùa giải vừa qua, cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam đã đóng góp 4 bàn thắng cùng 4 kiến tạo cho Bình Định, qua đó góp phần đưa đội bóng đất Võ Cán Đích ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League. Và với những ấn tượng đã để lại, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã được câu lạc bộ Bình Định gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Trong bối cảnh nhiều gương mặt chất lượng ra đi, việc Bình Định gia hạn với Vũ Minh Tuấn là điều dễ hiểu. Sau Vũ Minh Tuấn, trong thời gian tới Bình Định cũng sẽ tiến hành gia hạn với tiền vệ Mạc Hồng Quân. Dù đã tuyên bố ra đi nhưng Hồng Quân vẫn xuất hiện trong buổi tập gần đây của Bình Định FC. Và nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng miền Trung thêm 1 năm. Bóng đá Việt Nam chứng kiến những thay đổi nhân sự đáng chú ý khi Công an Hà Nội FC chia tay giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại và Bình Định FC đặt niềm tin vào tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Ông Trần Tiến Đại đã rời Công an Hà Nội FC từ ngày 7 tháng 8, kết thúc hai mùa giải gắn bó với đội bóng. Công an Hà Nội FC gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của ông Đại và chúc ông thành công trong tương lai. Trong thời gian dẫn dắt Công an Hà Nội FC, ông Đại đã đảm nhiệm nhiều vai trò, bao gồm cả huấn luyện viên trưởng. Bên kia chiến tuyến, Bình Định FC đã quyết định chiêu mộ Vũ Minh Tuấn từ Hà Nội FC trước thềm mùa giải năm 2023 đến năm 2024. Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, cầu thủ người Quảng Ninh vẫn thể hiện phong độ ấn tượng với 513 phút thi đấu qua 20 trận. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam.